Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play, hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt, chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi vào thế giới. Ok và hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vịt đẹp trai đây anh em ơi. Trời ơi, đẹp trai mà đẹp trai ghê quá anh em. Tôi phải nhấn mạnh là tôi đẹp trai nha anh em, bởi vì là sáng nay mình có làm một cái video về ngựa mặt ngu rồi. Anh em nào đã xem video đấy thì sẽ biết ngay lý do vì sao mà mình nói là mình đẹp trai. Và ok, thì hôm nay các bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trong một cái bản đồ nhìn rất là quen thuộc nha anh em. Xịn xò, xịn xò liền đấy. Đây là map bước nhảy không gian cực kỳ quen thuộc trong tựa game đột kích hay còn gọi là Crossfire. Và đây cũng là cái map mà cực kỳ nổi tiếng của Zero Official đã build ở trong Mini World. Và hôm nay lý do vì sao mà mình vào trong cái map này là bởi vì mình đang có một cái vật phẩm cực kỳ hay mà muốn khoe cho bạn. Các bạn đang nhìn đây. Đâu ta? Đây rồi. Ta-da! Whee! Các bạn nhìn thấy không? Một cái con sóc bay tên là sóc bay láu cá. Đấy, nó là cấp 2 của sóc bay nhẹ nhàng các bạn. Mình đã mất đến tận khoảng xương xương là chắc là khoảng gót nghét là 1 đến 2 năm trời để mình có thể mở được cái em này. Đấy các bạn nhìn không? Sóc bay láu cá. Đấy, các bạn đã có em sóc bay láu cá này chưa? Nếu như bạn nào cũng có thú cưỡi level 2 là sóc bay láu cá hoặc là những thú cưỡi khác level 2 thì nhớ để lại comment xuống khoe cho mình biết nha, để xem các bạn có hay không nha. Mình thì sau một quá trình dài hơn là dài sưu tầm mình mới đủ mạnh để mở luôn anh em. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách cực kỳ đặc biệt nha anh em, đó là mình sẽ sử dụng thú cưỡi này, Cindy này hay những con thú cưỡi khác để thử thách xem là thú cưỡi nào sẽ là thú cưỡi giúp chúng ta vượt qua map bước nhảy không gian của Zero một cách dễ dàng nhất nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật Cindy nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đếm thời gian theo nào, cùng để xem quá trình sử dụng Cindy mà có thể vượt qua được map bước nhảy này mất bao nhiêu thời gian nha. Ok, 3, 2, 1, go. Ok các bạn ơi, thì vừa rồi nha, mình vừa hoàn thành xong cái màn parkour qua map bước nhảy không gian của Zero bằng nhân vật Cindy rồi. Mình không biết chính xác là mình đã parkour qua đây mất trong vòng bao nhiêu lâu, nhưng mình có để một bộ đếm thời gian ở bên trên rồi. Các bạn hãy dựa theo bộ đếm thời gian đấy để biết xem kết quả nào hơn kết quả nào nhá. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đếm một cái con thú cưỡi cực kỳ đặc biệt. Con thú cưỡi này thì được mệnh danh là bậc thầy với tốc độ với tất cả các thú cưỡi trong Mini World, tức là tốc độ chạy của nó là đỉnh cao nhất. Đó chính là khủng long xương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn trình diễn của khủng long xương nhá. Chị ơi, khủng long xương nào. Hey, đâu rồi, khủng long xương đâu rồi. Hey, ok đây rồi. Nào chúng ta sẽ bắt đầu nhá. 3, 2, 1, yo. Woo.
Trời ơi, bé khủng long xương không thể nào vượt qua được cái màn bắc bua này rồi các bạn ơi. Mình đã cố nhảy nhưng mà có nhiều đoạn và bé khủng long xương không thể xử lý được. Bây giờ mình sẽ thử sức với cả một người khác đi. Một người nào đấy mà mình cảm thấy tự tin hơn, ví dụ như bé mèo chẳng hạn. Không, hy vọng là bé mèo có thể đồng hành cùng mình nha. Đây sẽ là thú cưỡi thứ hai mà mình thử sức trong màn chơi này và chúng ta sẽ cùng đếm nha các bạn. Xem mèo có khá hơn được so với khủng long xương nhá. 3 2 1 Yellow. Trời ơi các bạn ơi, bé mèo cũng đi đời nốt rồi con ạ. Hầu như là mình cảm thấy có rất là nhiều bạn nói rằng là Siro vì sao lại chặn thú cưỡi ở trong cái map parkour này, bởi vì có một số đoạn có nhiều bạn không thể qua. Đâm ra những cái bài test vừa rồi qua hai con thú khủng long xương và mèo cute của mình á là một cái câu trả lời chính xác nhất để cho các bạn hiểu được rằng dù chúng ta có cưỡi thú á cũng chưa chắc đã qua được cái màn chơi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử sức với cả em sóc bay lão cá cấp 2 để xem em ý liệu có vượt qua được màn chơi này không nhá. Ok, riêng em này thì mình sẽ chơi kỹ kỹ cho bạn, mình sẽ không thua nhanh để cho bạn tận hưởng được cái cảm giác có em sóc bay lóc cá sẽ như nào nhá. Ok, rồi 3 2 1 các bạn thấy chưa? Sóc bay lóc cá có khả năng là bay cất cánh lên các bạn ơi, chúng ta có thể hoàn toàn vượt qua những thứ này cực kỳ dễ dàng luôn anh em. Đó, vượt qua cực kỳ dễ dàng luôn. Nhìn này. Hây, hây. Qua cực kỳ EZ game luôn nha anh em. Quá là dễ luôn, nhìn nào. Ó, hai màn chơi đã bị mình hạ gục rất là nhanh. Bây giờ mấy màn thứ ba này. Hây, hây. Màn thứ ba, ui, tất cả hầu như là những cái mà parkour này là mình đã đều đi qua được trong vòng đúng một cú nhảy. Nè, các bạn nhìn nào, ồ, đúng một cú nhảy luôn, thậm chí mình lên cả chỗ trên đỉnh này nha. Quá là nhanh luôn nha anh em. Ui, ui, lên nhanh vãi chuối anh em. Ôi, hây, hây, chà, hây, ok, giờ bây giờ mình sẽ vượt qua chỗ này xem như nào nhá. Hây, hây, ua, quay một cái mà bỏ qua luôn tất cả những cái mà khối vuông ở bên dưới luôn anh em. Nhanh vãi chuối. Đấy là tôi vừa bay, tôi vừa nói chuyện với các bạn nhá. Để xem chúng ta bay được đến nơi mất bao lâu. Đồng hồ vẫn đang chạy, đồng hồ vẫn đang chạy. Hây. Ok, đến chỗ đoạn này thì hơi khó nhằn một tí nhưng mà mình sẽ nhảy lên cao. Hây. Wow! Qua luôn anh em. Ui. Đúng của nó anh em ơi. Ui ui ui. Qua luôn rồi này. Bây giờ mình sẽ thử bay qua đây nhá. Lúc nãy thì màn chơi CD thì mình đã mất một thời gian để bay qua đây. Bây giờ mình xem bác sóc bay lóc cá sẽ giúp mình như nào nhá. Hây, hây. Wow! Một phát qua luôn anh em ơi, ui vãi cả chuối thật. Hí chá. Qua nào. Wow, chúng ta có thể bỏ qua được hết tất cả. Ui ui ui, ui tí nữa rớt. Ui không sao, sóc bay lóc cá quá là mạnh luôn anh em, nhưng mà mình có thể vượt qua được rất là dễ dàng. Ui, mình bỏ qua hết tất cả những cái mà vòng nhảy và chúng ta nhảy lên cái tấm áp lực để đẩy chúng ta lên cao và mình bỏ qua hết luôn. Ui bạn ơi, bay một phát về đến cận qua cả cửa số 13 luôn này. Mình sẽ dùng dùng nhân vật để nhảy qua đây nha. Bởi vì em sóc chắc chắn là không qua đây rồi nên mình sẽ dùng nhân vật để nhảy qua đây. Đấy, ok. Hey, hey. Ôi, chà, ôi chà, cố lên qua đây nào. Chuẩn bị sử dụng đến sóc bay nhẹ nhàng nào. Hey, chà, hey, chà, hey. Pew. Rồi ok, mình qua đến bên này rồi, bây giờ mình sẽ nhảy lên trên này như thế này. Đấy, nhảy lên trên này như này bạn, bởi vì là chưa chắc em sóc bay đã vượt qua được cái tường thành cao như thế này. Nên mình sẽ quyết định mình đi bộ đoạn này nha. Đi bộ đoạn này, sóc thì không thể nào bò qua đây được nên mình bắt buộc phải đi bộ. Nhưng mà chúng ta vẫn tính tổng số lượt thời gian đấy vào trong cái số thời gian mà chúng ta có thể hoàn thành map này với em sóc bay lóc cá nha anh em. Đấy, lên nào, lên nào, lên. Lên là, lên là, lên là, lên. Mình đang đến chỗ gần lên, mình đang đến gần chỗ đích của các bạn này. Ok, đến chỗ nhảy rồi này. Nhìn xuống. Hây. Hây. Ok anh em, mình đã qua đến đây rồi này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi em sóc bay lóc cá nha. Để xem em ấy vượt qua cái bức tường thành cao này kiểu gì. Hây chà. Oh my god. Oh my god, oh my god, chúng ta có thể phanh lại để không bị mất máu nhá. Ấy, không hề bị mất máu luôn anh em. Không hề bị mất máu luôn. Wow! Các bạn nhìn con số trên màn hình kìa. Mình đã vượt qua map này trong vòng bao nhiêu lâu với em sóc bay lóc cá này. Ui, thực sự là hấp dẫn luôn nha anh em.
quá là nhanh luôn, vèo một cái là chúng ta đã tới đích rồi mà không cần gặp phải bất cứ chướng ngại vật nào. Và chúng ta nếu có em sóc vàng leo cá này thì với tất cả mọi map parkour chúng ta đều là số 1 anh em. Wow, hấp dẫn quá đi. Ok, và các bạn đã có sóc bay láo cá chưa? Nếu có rồi thì nhớ để comment nhá. Hoặc nếu không có sóc bay láo cá thì cũng nhớ để lại comment xuống dưới cho mình biết là bạn đã có con thú cưỡi cấp 2 nào nhá. Còn video của mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Các bạn đã biết thú cưỡi nào là thú cưỡi đỉnh cao nhất có thể giúp chúng ta vượt qua map parkour trong mini world chưa? Hãy nhớ để lại comment của bạn xuống dưới những thử thách mà các bạn muốn vịt làm trong tương lai nhá. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye. Whee!